Nào, xin chào mọi người. Chào mọi người nha, xin chào mọi người. Mọi người trông này. Mời mọi người mình hái đi, susu cùng bọn mình nhé. Hái susu nhá. Đang đi hái susu, cái dàn susu của nhà mình. Đợt này là susu đang bắt đầu đâu ra quả rất là nhiều. Và tối nay hai vợ chồng sẽ ăn susu. Mình sẽ đi hái susu cho các bạn xem. Quỳnh đi theo anh nào. Quay vâng đi ạ. Đây cho các bạn xem vâng susu ạ. Của nhà mình. Nhà mình trồng hai giống susu khác nhau. Ừ. Đây là susu trắng này, susu trắng này. Susu trắng này. Và đây là susu quả xanh này. Đây susu quả xanh. À, hai giống khác nhau nhé. Đây là cây này là trồng từ năm ngoái các bạn nhé. Trồng từ năm ngoái đến năm nay là nó tiếp tục nó ra nữa nhé các bạn. Đi đây để bẻ nó. Vâng ạ. Chọn những cái quả nó tương đối to rồi. Để nó ra mình hôm nay mình không ăn thì mình sẽ bẻ để cho mọi người nữa. Đấy. Hôm nay là đợt đầu anh nhỉ, gọi là susu đầu mùa nhỉ. Đợt đầu của một năm nay. Đây là một quả này, quả này có hái được không anh? Quả này nó hơi bé nhưng mà ăn non thì vẫn ngon hơn. Vâng. Thật ra nhà mình trồng được ấy, nó sẽ ra rất nhiều quả, mình sẽ hái ăn từ khi mà nó còn non. Ăn không kịp đâu, mấy bữa nữa ăn không kịp ấy. Đây này đang ra đầy này, mình quay mọi người xem. Vâng ạ. Đấy, thấy chưa? Rất là nhiều, cái này này. Ra nhiều lắm. Nhiều lắm. Không đợi để đến nó già đâu. Đây nữa này. Ôi từ, giời. Từ để. Thấy không? Nhiều cực kỳ luôn. Rồi anh hái đi. Có cả mướp cũng đang ra chứ. Vâng. Có một quả. Mướp thì gọi là thoải mái. Cái này nó chỉ là mới là đầu mùa thôi cho nên là nó đang còn hơi ít một chút. Mấy bữa nữa mới nhiều. Đây là cái bắt ruồi của do Quyết sáng chế. Giờ không cần phải ruồi nữa rồi. Vâng, bây giờ thì mùa này thì lại ruồi nó cũng không cắn nha các bạn nhé. Mùa trước. Đấy, đây này. Chỉ quanh quanh một tí này thôi. Tại vì hôm vừa rồi mình mới dọn dàn ấy. Cái dàn này nó từ năm ngoái nó bao gồm một cái bầu bí. Xong là mình, những cái chết này mình dọn này. Nó rơi xuống dưới này này. Đang rất là bẩn ở dưới đây này. Mọi người trồng nha, susu rất là nhiều. Mấy bữa nữa thì tha hồ bẻ, ăn không kịp luôn. Năm ngoái ăn không kịp để già rất là nhiều ấy. Vâng. Đó. Đây bây giờ em vào em làm đi. Vâng ạ. Anh sẽ quay cho mọi người thêm một chút trong cái dàn susu này. Vâng. Đây là Quỳnh. Ngon lắm. Tần này là hai vợ chồng ăn bữa tối hơi bị nhiều đấy ạ. Quỳnh thì mê mẩn cái dàn susu. Đấy, con chó này đang đập đá rồi kìa. Cún ơi. Các bạn chồng nó đang đập đá ở ngoài vườn ngô này. Nó chuyên gia đập đá cái vườn ngô của mình. Lúc đầu là ngô đang còn bé ra ngoài này đập đá thế xong là nó chết bao nhiêu ngô của mình các bạn ạ. Đây này. Chuyên gia đập đá rồi. Một mình chơi là với hòn đá coi là chơi cả tiếng đồng hồ. Đây này các bạn. Chồng nha. Đuổi luôn này. Đấy. Xong là có cục đá đấy công chơi cả 20 phút, 30 phút. Chỉ vàng đấy. Đấy là nguyên cái chỗ ngô bị trống này này. Là chó nó chơi đấy. Nó nằm, hai con chó chơi nó nằm vào. Thế là nó chết mất. Này, khoe cho mọi người này. Dàn susu bây giờ ngọn đang rất là tốt này. Nó đua cả ra ngoài đi nhá. Đấy. Susu trồng một lần thôi ở bên Angola này, trồng một lần là ăn cả năm này sang năm khác. Cái mùa chính của nó là cái mùa bắt đầu từ tháng mùa chính của nó bắt đầu là từ tháng 4 này các bạn này, giữa tháng 4 này cho đến hết mùa lạnh tức là đến tháng 5. Hết mùa lạnh là đến bao nhiêu à, tháng 11 mọi người, hết mùa lạnh là đến tháng 10 nhé. Hết mùa lạnh thì đến tháng 10, tháng 11 là bắt đầu là quả nó sẽ ít dần đi. Đây này, ngọn lên này. Susu rất là trồng bên này ăn thì rất là nhiều và mướp nữa, ăn rất là thích. Đó. Bây giờ là vào xem là Quỳnh làm món gì với susu, quả susu này nào. Thông thường thì susu là vợ chồng mình hay ăn luộc với lại xào với thịt bò. Tối nay em làm món susu gì đấy? Susu này khá là ngon, em cho vào luộc nhé. Luộc á? Ừ.
Không thích ăn thịt à? Buổi tối em cũng không thích ăn đồ xào nhiều. Lấy cái nạo mà nạo cho nhanh không? Đó. Ngon lắm. Đây, cho mọi người trông này. Susu vừa bẻ xong ăn rất là ngọt. Nó không như susu bán ngoài chợ để 1-2 ngày là ăn tự nhiên là vị nó khác ngay nhé. Nên cái susu này mà bẻ ăn ngay ngọt cực, kể cả các loại hoa quả khác ấy. Cái vỏ của nó vẫn còn đang rất mỏng đây này. Nạo bằng nạo được chưa? Chắc là ăn mấy quả thôi chứ, còn nếu không thì để mai bẻ thêm cho người khác nữa. Vâng. Hôm nay bẻ để khoe mọi người, nỡ tay bẻ nhiều quá. Nhiệt tình quá. Em tưởng anh ăn được nhiều thì nấu nhiều. Thế tối nay ăn mỗi susu thôi hả? Mà thôi, em xào susu đi, tối nay mình không ăn cơm. Vâng. Xào susu, ăn mỗi susu xào thôi. Vâng. Có thịt bò xào với susu thịt bò cũng được. Thế thì em bỏ ra, em bỏ ra. Thế xào susu thịt bò đi. Tối nay em có ăn đâu không? Em chỉ được cái đây, thịt bò em vừa nãy em cũng bỏ ra này. Thế xào susu thịt bò nhé, để đợi tí nữa Quỳnh xào susu thịt bò chắc là xem là Quỳnh có ăn không. Cười gì? Hôm nay đi khoe cho mọi người cái dàn susu, thế thấy cũng cái dàn susu chưa được tốt lắm nhưng mà vẫn cứ thích khoe với mọi người là dàn susu bên châu Phi. Dàn susu kéo ăn từ năm này sang năm khác. Đúng rồi đấy. Ok, mình vẫn nhớ lần đầu tiên mình xuống dưới này. Trên kênh Ahihi Cuộc Sống Châu Phi đấy, mọi người vẫn có một cái video cái dàn mướp, cái dàn susu đấy từ cái năm ngoái đấy. Vâng. Nếu như mà ai xem theo dõi là cái dàn susu trồng từ năm ngoái đến bây giờ đấy. Trồng từ năm ngoái đến bây giờ đấy mà lúc mình lên là đất nó cằn cỗi lắm. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ mọi người trồng đất nó đã khác hẳn. Mình đất ngày đấy nhìn nó khô vì là nó chỉ có cỏ xong người ta dậy đi thôi. Nó rất là khô, rất là nóng. Không trồng được cái gì đấy, cảm giác như thế. Mà đến lúc mình cứ trồng thôi, mình cứ trồng thử. Đợt đấy là mình trồng 6 cây susu. Sau đấy thì rất may là lại có một chút mùn của rác mình đổ vào. Mình trồng trên cái đống mùn đấy. Và cuối cùng nó lên. Thế là sống được một cây. Nó sống được một cây. Mà bây giờ trộm vía cái cây đấy nó rất là khỏe. Nó cứ lên mầm này. Nó cứ lên mầm. Nó khi mà cây cũ nó già đi rồi đấy các bạn. Khi nó lại lên một cái mầm non. Mầm non nó phải to bằng đây, bằng ngón trỏ mình đây này. Mầm rất là non, rất là ngon. Và nó lại xong rồi nó lại ra quả tiếp mọi người ạ. Chắc anh phải chèn thêm cái ảnh của cái mầm đấy vào anh Quyết ạ. Thì mới thể hiện được cái sự gọi sức sống mạnh mẽ của cây susu này. À ok. Nhưng mà bây giờ đi ra quay thì tối lắm rồi, không chèn được đâu. Đây nha mọi người nha, chị Vàng vừa đi đập đá về xong nha. Đấy, còn anh Đực kìa. Anh Đực. Đấy, giờ anh Đực là anh thì hay cười, chuyên gia cười rồi đấy, thấy chưa? Nhắc đến là cười các bạn thấy không? Cười nhăn nhăn nhở nhở lắm. Mình nhớ cái ngày đầu mà con chó Đực này lên trên này ở này. Thế là mình làm quen nó cười mình cứ tưởng nó nghe ra để nó chuẩn bị nó đánh cắn mình cơ. Cú này. Đấy, thế mà hóa ra là một thời gian sau mới để ý thấy là hóa ra là nó cười các bạn ạ, chứ không phải là nó nhe răng ra nó dọa mình. Nên lúc đấy là nghĩ oan cho nó. Chuyên cười và ngủ rồi. Mày chơi. Trời sắp mưa rồi mọi người ạ. Trời ở đằng kia cơn đang rất là nhiều. Đấy, tiếng dế, tiếng ghét nhiều lắm. Các bạn nghe thấy tiếng chị Vàng không? Đang ra kia tiếp tục đập đá đấy. Đây, quay cho mọi người xem. Lúc nãy quay rồi, đập đá rồi, bây giờ vẫn tiếp tục đập đá, đập xuyên đêm. Đấy, vẫn ra cái bãi lúc nãy để đập nha mọi người nha. Đấy. Chuyên gia đi đập đá. Hòn đá này to lắm. Cái này đập có khi là mòn hòn đá, chắc là phải chục năm thì mới mòn hòn đá.
Vàng vàng là chuyên thích đập đá rồi. Đấy, Quỳnh đã xào xong món susu mọi người ạ. Đây món susu xào với thịt bò mà Quỳnh xào cho mình ăn. Bình thường là buổi tối chỉ có một mình ăn thôi, Quỳnh ít khi ăn buổi tối lắm. Và mình nhà mình ăn tối thì ít khi ăn cơm. Có cả rượu vang nhé mọi người. Đây là kiểu nửa tây nửa tàu các tây bạn. Nửa tây nửa tàu ấy. Thôi. Okay. Đây là rượu vang ở mùa ở bên Angola đây, nhưng mà cái rượu vang này rượu vang Bồ Đào Nha mọi người ạ. Được cái rượu vang bên này mua rẻ lắm chứ không đắt như rượu vang ở Việt Nam mình đâu. Nhưng ở Việt Nam mình uống rượu vang thứ này bảo sang lắm, nhưng mà bên này rượu vang thì rẻ. Thật ra giờ Việt Nam thì cũng nhiều rồi. Ừ, nhưng mà vẫn đắt, Việt Nam nhiều nhưng mà bán thứ đồ nó vẫn đắt đi. Một là đắt, hai là nó khó mua, nó không phải là khó mua được chính hãng. Đây là suất buổi tối của mình nhé mọi người nhé. Suất buổi tối đấy, một bát rau có thịt. Trông ngon không? Không. Em ăn đi, ăn thử xem. Hay là em ăn nữa đi, ăn nhiều đi. Không, anh. Anh ăn thử trước. Rồi, thế mời mọi người ăn nha. Bây giờ mình ăn đây. Nhà mình còn ăn chung một bát một đũa thôi các bạn ạ. Rồi, được rồi. Để tao quay video rồi, bỏ hai bát thôi. Rồi ăn đi cho đỡ xấu hổ. Một bát một cốc. Hai vợ chồng uống chung luôn. Rồi thì kết thúc video nha. Chào mọi người.